VinWonder Phú Quốc, công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm vô cùng mới mẻ. VinWonder Phú Quốc có diện tích gần 50 hectare nằm trong tổ hợp Vinpearl Phú Quốc, khu bãi dài xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc. Khu vực công viên được chia làm 6 phân khu, tượng trưng cho 6 vùng lãnh địa với 12 chủ đề, lấy cảm hứng từ các nền văn minh nổi tiếng, các câu chuyện cổ tích, giai thoại thế giới, tạo nên những trải nghiệm mới lạ, đầy cuốn hút, mang tính giải trí, giáo dục và nghệ thuật cao. VinWonder Phú Quốc được thiết kế hài hòa, nằm trong khu tổng thể Vinpearl Phú Quốc, cạnh khu Grand World, cạnh khu Vinpearl Safari và các sân golf và các trung tâm giải trí lớn, nên tạo ra một quần thể vui chơi nghỉ dưỡng thật là hoàn hảo tuyệt vời.
lượn siêu tốc Vinpearl Phú Quốc là một trong những trò cảm giác mạnh đang rất được yêu thích. Du khách sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ hồ phấn khích đến vỡ òa sung sướng. Với những người ưa cảm giác mạnh thì việc tìm thấy một trò giải trí đủ kích thích, đủ đã là điều không dễ dàng. Nếu cảm giác mạnh chỉ ở mức sương sương sẽ khiến dân ưa chinh phục cảm thấy thiếu sự bùng nổ và phấn khích, thì điều đó lại hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra tại phân khu thế giới phiêu lưu ở Vin Wonder Phú Quốc. Rất nhiều du khách đã tìm đến công viên chủ đề Vin Wonder Phú Quốc để tự mình trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh có 102. Một trong số đó là cơn thịnh nộ của Jesus với đường trượt có tốc độ nhanh bậc nhất thế giới. Để có thể mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo nhất, tàu lượn siêu tốc Vin Wonder Phú Quốc đã sử dụng Firestorm Coaster, siêu tàu lượn đang sở hữu tốc độ nhanh bậc nhất thế giới với độ cao 50m, tốc độ 110 km/h, cùng khả năng đạt vận tốc 95 km/h chỉ trong 4 giây. Tàu lượn siêu tốc Vin Wonder Phú Quốc có khả năng đảo ngược 3 lần 6 vòng xoáy cùng một vòng lượn 360 độ. Trò chơi bánh xe mặt trời tại Vin Wonder Phú Quốc. Dù nhìn từ xa hay gần, bánh xe khổng lồ Ferris Wheel trông cũng rất ấn tượng. Bánh xe khổng lồ chắc chắn sẽ là điểm nhấn thú vị trong hành trình khám phá Vinpearl Land Phú Quốc của bạn. Đi một vòng trên bánh xe mặt trời, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh khu Vin Wonder Phú Quốc và các khu lân cận với bãi biển dài sóng vỗ ra khơi, các dãy núi trùng điệp và rừng của Vinsavory và các tổ hợp như Grand World, Vinwasit, Vinpearl Woodland, v.v. Cảm giác ngồi trên cabin của bánh xe mặt trời cũng thật là thư giãn. Ngắm cảnh toàn bộ khu Vinpearl Phú Quốc. Thủy cung Vinpearl Phú Quốc là điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích khám phá thế giới đại dương bao la muôn màu. Thủy cung Vinpearl Phú Quốc thuộc khu vui chơi giải trí Vin Wonder Phú Quốc, công viên chủ đề lớn nhất tại Việt Nam và cũng là thế giới của hàng ngàn sinh vật biển độc đáo. Là thủy cung có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam, thủy cung Phú Quốc luôn có sức hút lớn với tất cả du khách vui chơi và tham quan tại công viên giải trí Vin Wonder Phú Quốc. Với diện tích rộng lớn hơn 5.000 m², nuôi dưỡng và trưng bày gần 10.000 cá thể quý hiếm, thủy cung Vinpearl Phú Quốc chắc chắn sẽ làm thỏa mãn bất cứ ai ghé thăm nơi đây. Được mệnh danh là một đại dương thu nhỏ, thủy cung Vinpearl Phú Quốc sẽ giúp bạn chiêm ngưỡng hàng trăm loài sinh vật biển kỳ thú từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nơi đây được sắp xếp và phân chia thành 3 khu vực: rừng mưa nhiệt đới, nước ngọt; thứ hai là hang động bò sát; và thứ ba là đại dương, nước mặn. Rất thuận tiện cho việc di chuyển tham quan khám phá của bạn. Bên cạnh đó, bạn còn có thể thưởng thức các chương trình biểu diễn đặc sắc, thú
thú vị như tiết mục biểu diễn của những nàng tiên cá xinh đẹp hay tiết mục biểu diễn cho cá ăn sẽ được tổ chức hàng ngày tại thủy cung tuyệt đẹp này.